Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Với thời tiết rất là mát mẻ của những ngày đầu thu thì không biết là các bạn đã lựa chọn được một cái thực phẩm nào tối ưu cho mâm cơm gia đình chưa? Nếu chưa thì hãy bắt tay vào bếp ngay với mâm cơm thu về cùng với Hải Anh và làm món mì vịt tiềm hôm nay. Mì vịt tiềm có giá trị dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt ở trong mùa thu khi mà ánh nắng giảm xuống, cơ thể chúng mình sẽ trở vào một cái trạng thái nghỉ ngơi. Và ăn mì vịt tiềm ở trong mùa thu thì nó sẽ giúp chúng ta dưỡng vị, để dưỡng cái hệ thần kinh của chúng ta, nó giải phóng năng lượng và từ đó nó giảm stress và tăng cái hưng phấn để cho chúng ta làm việc ở trong mùa thu. Trên bàn bây giờ là tất cả những cái nguyên liệu mà Hải Anh đã chuẩn bị cho mâm cơm mì vịt tiềm ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có vịt, mì, rau củ quả đi kèm. Đối với cả con vịt ý, thì chúng ta nên chọn những cái con vịt trưởng thành, tức là đủ tuổi ý. Da thịt của nó sẽ căng mọng tới và lúc này thì ăn thịt vịt nó rất là ngọt và nó không bị quá mỡ. Con vịt này thì Hải Anh đã vừa sơ chế với cả rượu gừng rồi, ngâm để cho cái da nó rất là thơm, sạch. Bây giờ cái bước đầu tiên ý, thì chúng mình sẽ đi quét cái hắc xì dầu lên trên con vịt cho nó lên màu. Khi mà chúng ta đã quét đều tất cả những cái bề mặt của con vịt như thế này thì chúng ta sẽ để dưới gió khoảng 5 đến 10 phút để cho nó se lại cái bề mặt của da. Sau đó thì chúng ta sẽ mang đi chao. Vịt đã se rồi thì chúng ta sẽ đặt lên trên cái khay chiên và chúng ta dội dầu lên như thế này. Chúng ta có thể chọn cái cách dội như thế này hoặc chúng ta cũng có thể chọn cái cách mà thả vịt xuống dưới chảo. Cái mục đích cuối cùng đấy là tạo cho con vịt có màu nâu cánh gián, không những đẹp mắt, ngon mắt mà nó còn là một cái màu đặc trưng của món mì vịt tiềm nữa. Khi mà vịt nó đã có cái màu cánh gián như thế này rồi, mình bỏ ra và mình sẽ đi chuẩn bị nước tiềm. Đầu tiên mình sẽ cho quế hồi vào. Cái quế hồi này thì đã nướng thơm lên rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ cho vào cái chảo để cho nó nóng lại và nó có tỏa được cái mùi hương ra. Khi mà quế hồi đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho nước vào trong nồi. Ở trong cái nồi này, khi mà tiềm một con vịt này thì 2 lít nước nó sẽ vừa phải để vừa đủ cho tất cả cái con vịt này và đồng thời là nó đủ nước để cho 4 tới 6 người ăn vịt tiềm. Nước sôi lăn tăn lên thì mình bắt đầu sẽ cho cái hành này là hành ta đã nướng rồi, nấm, táo. Ở đây thì Hành sẽ dùng một chút hạt nêm và một chút muối hạt, xì dầu. Thấy rằng là cái nước của chúng ta nó đã bắt đầu lên cái màu nước tiềm rồi đúng không ạ? Dầu hào. Chúng ta đun như thế này khoảng độ 5 phút thì chúng ta sẽ nêm lại một cái lần này để xem là cái nước tiềm này nó đã vừa chưa. Nó vừa rồi thì chúng ta sẽ đun tiếp khoảng độ 10 phút lưu diêu nữa, tức là tổng thời gian là 15 phút thì chúng ta sẽ vớt cái quế hồi ra. Mình vớt cái quế hồi này ra thì lúc này mình sẽ nêm lại một chút nha. Vừa rất là thơm và cái nấm hương cũng đã tỏa hương rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vịt vào. Thì tùy từng cái mục tiêu, như nhà mình thì có em bé, mình sẽ cắt vịt ra thành những cái phần như thế này và cũng để tiềm cho nó rút ngắn thời gian hơn. Nhưng bạn hoàn toàn cũng có thể để tiềm cả nguyên con cũng sẽ rất là ngon. Đặc biệt là với em Amway Queen thì vô cùng tuyệt vời đối với cả món tiềm, về cái tính năng làm chín nhanh, phân bổ nhiệt đều với mức nhiệt thấp và tiết kiệm năng lượng. Với một cái món tiềm như thế này thì nó cần cái nhiệt nhỏ, tĩnh. Bạn sẽ thấy rằng là nếu như một món tiềm làm theo cổ truyền của Việt Nam mà chúng ta dùng những cái nồi khác thì cái món tiềm này có thể chúng ta phải dùng đến 2 tiếng. Nhưng mà hôm nay với món mì vịt tiềm này, Hải Anh chỉ dùng tới có 25-30 phút thôi thì vịt đã chín vừa vặn vào một cái nồi mì vịt tiềm rất là ngon. Ở cái bước này thì mình cũng sẽ cho củ sen vào luôn. Đậy vung lại. Trong cái lúc chờ vịt chín thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị rau củ và trần mì để ăn kèm. Khi mà vịt vừa tới thì chúng ta sẽ mời bát.
Thời gian tiềm vịt thì đã vừa đủ, chúng ta cũng sẽ thử xem là cái vịt của chúng ta nó đã đủ mềm với cái khoảng thời gian 25-30 phút chưa nhá. Thì cái cách thử vịt đơn giản nhất đấy là các bạn có thể châm cái đũa vào nha. Châm cái đũa vào trong cái đùi như thế này và nó rất là dễ dàng để xuyên qua. Thì là cái vịt của chúng ta nó đã đủ mềm vừa rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn nó nhừ hơn hay là nó dai hơn một chút thì các bạn có thể điều chỉnh theo cái sở thích của mình. Nếu mà 6 người ăn thì chúng mình có thể là chặt nhỏ cái lườn này ra thêm nữa một chút. Bây giờ thì cái bước này này, chúng ta sẽ cần phải nêm lại cái nước này xem nó đã vừa chưa. Ở trong quá trình 25-30 phút nó có thể là cạn đi một chút xíu nước thì cái chỗ này chúng ta sẽ nêm lại. Rất là vừa vặn, ngon, thơm. Và bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị bầy bát. Vừa rồi thì mình đã chuẩn bị những cái đồ rau ăn kèm cùng với cả bát mì. Với một cái nồi mà có thể ăn ngay như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thả rau vào trong nước tiềm nha. Nếu như cái nồi này chúng ta cho ăn một bữa, còn nếu như mà chúng ta không ăn hết ngay thì chúng ta trần rau riêng. Mì trần riêng thì đương nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nên trần rau các loại riêng nếu như mà chúng ta ăn không hết. Cái này là chúng ta trần để ăn ngay. Bây giờ trong lúc chờ rau chín thì chúng ta sẽ đi trần mì và chuẩn bị để bày mâm. Rất là thơm, màu rất là đẹp luôn. Công đoạn mà Hạnh thích nhất ở trong khi bày bát mì này chính là cho nước dùng và củ sen vào bát mì. Hạnh chúc các bạn sẽ thành công với món mì vịt tiềm vô cùng bổ dưỡng này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số sau trên cộng đồng Queen Quốc Việt Nam.